sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Cô chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với chương học tập của Việt Rách. Hôm nay cô rất vui khi cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng các con trong bài số 2, ôn tập về các phép tính với số tự nhiên. Các con thân mến, qua bài tập ngày hôm nay, chúng ta cùng cô sẽ thực hành một số các dạng bài tập sau. Bài tập 1, đặt tính rồi tính. Đến với bài tập số 1 này, chúng ta sẽ thực hành lại các kỹ thuật đặt tính của các phép tính cộng, phép tính trừ, phép tính nhân và phép tính chia. Bài tập số 2, chúng ta sẽ cùng nhau tính nhẩm các số tự nhiên nhân với 10, 100, 1000 và ngược lại. Bài tập số 3, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành tìm thành phần chưa biết của phép tính. Bài tập số 4, chúng ta sẽ cùng nhau tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc hay chứa các dấu cộng trừ nhân chia. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với một dạng bài tập không thể thiếu, đó chính là bài tập số 5, bài toán có trong thực tế. Bây giờ, các con hãy mau chóng lấy giúp cô sách giáo khoa toán lớp 5, bộ sách cánh diều cùng với các dụng cụ học tập khác để phục vụ cho bài học của chúng ta ngày hôm nay các con nhé. Chúng ta cùng cô bước đến bài tập số 1. Bài tập số 1, đặt tính rồi tính. Các con thân mến, chúng ta có 4 phép tính sau. A. 416.067 cộng 874.127. Ý B. 608.341 trừ đi 276.303. Ý C. 32.019 nhân 7. Ý D. 82.984 chia cho 41. Ở trên màn hình của cô là các phép tính cộng trừ nhân chia cho số có nhiều chữ số, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện từng phép tính một các con nhé. Đầu tiên, cô có phép tính 416.067 cộng với 874.127. Các con lưu ý, khi thực hiện đặt tính rồi tính, các con chú ý các số hạng thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm. Tương tự như vậy, dấu cộng sẽ đặt giữa hai số hạng, dấu bằng thay cho dấu gạch ngang. Chúng ta sẽ cùng cô thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái các con nhé. 7 cộng 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 0 cộng 1 bằng 1, viết 1. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 7 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 4 cộng 8 bằng 12, viết 12. Vậy, 416.067 cộng 874.127 sẽ bằng 1.290.194, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phép tính trừ các con nhé. Tương tự như vậy, các con sẽ đặt tính giống như phép tính cộng. Và chúng ta sẽ thay dấu cộng bằng dấu trừ. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ theo thứ tự từ phải sang trái các con nhé. 1 không trừ được 3, các con lấy 11 trừ 3 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 0 thêm 1 bằng 1, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. 0 không trừ được 7, các con lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. Vậy, 608.341 trừ đi 276.303, các con sẽ có kết quả bằng 332.038. Chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang phép tính nhân, ý C, 32.019 nhân với 7. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia trước các con nhé. 82.984 chia cho 41.
8 không chia được cho 41, các con sẽ lấy 82 chia cho 41. 82 chia cho 41, chúng ta sẽ có kết quả bằng 2, viết 2. Chúng ta nhân ngược trở lại, 2 nhân 41 bằng 82, 82 trừ 82 bằng 0. Hạ 9, 9 chia 41 được 0, viết 0. 0 nhân 41 bằng 0, 9 trừ 0 bằng 9, viết 9. Hạ 8, 98 chia 41 được 2, viết 2. 2 nhân 41 bằng 82, 98 trừ 82 bằng 16. Hạ 4, được 164, 164 chia cho 41 sẽ bằng 4. 4 nhân 41 bằng 164, 164 trừ 164 bằng 0, viết 0. À, vậy đây chính là phép tính chia hết. 82.984 chia cho 41 sẽ bằng 2.024. Chúng ta chuyển sang phép tính nhân. 32.019 nhân với 7. 7 nhân 9 bằng 63, viết 3 nhớ 6. 7 thêm 1, 7 nhân 1 bằng 7. Thêm 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 7 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1. 7 nhân 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 7 nhân 3 bằng 21, thêm 1 bằng 22, viết 22. Vậy 32.019 nhân 7 sẽ bằng 224.133. Vừa rồi, các con cùng cô đã thực hiện bài toán đặt tính rồi tính. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2, bài tập tính nhẩm. Bài tập yêu cầu chúng ta như sau. Các con hãy lấy ví dụ và nói cho bạn Mickey nghe cách thực hiện nhân một số với 10, 100, 1.000 hay chia một số cho 10, 100, 1.000 các con nhé. Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1.000, các con chỉ việc viết thêm 1, 2, 3 chữ số 0 tương ứng vào bên phải số đó. Ngược lại, khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1.000, các con chỉ việc bỏ bớt 1, 2, 3 chữ số 0 ở bên phải số đó. Bây giờ, các con sẽ cùng cô áp dụng và thực hiện một số phép tính các con nhé. Đầu tiên, 67 nhân 10 nào. À, khi nhân một số tự nhiên với 10, các con chỉ việc thêm một số 0 vào bên phải số tự nhiên đó. Vậy khi viết thêm số 0 vào bên phải số 67, các con sẽ được 67 nhân 10 bằng 670. Tiếp theo, 18 nhân 100. À, chúng ta sẽ thêm 2 số 0 vào bên phải số 18 đúng không nào? Và chúng ta sẽ được 18 x 10 bằng 18 x 100 sẽ bằng 1.800. Và cuối cùng tương tự như vậy, 67 x 1.000 sẽ bằng 67.000 đúng không nào? Ngược lại, cô có phép tính chia 5.240 chia cho 10. À, khi chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1.000, các con chỉ việc bỏ đi bấy nhiêu chữ số 0 đúng nào? Ví dụ chúng ta có số 10 là số có một chữ số 0. Vậy số tự nhiên đó các con sẽ bỏ đi một chữ số 0. Vậy 5.240 sau khi các con bỏ chữ số 0 này đi thì các con sẽ được 524. Vậy 5.240 chia 10 sẽ bằng 524. Tiếp theo cô có 117.300 chia cho 100. Khi cô bỏ đi hai chữ số 0 thì cô sẽ được số 1.173. Vậy 117.300 chia 100 sẽ bằng 1.173 đúng không nào? Tương tự cô có phép tính 880.000 chia cho 1.000. Bỏ đi 3 chữ số 0, cô sẽ được số 880. Vậy 880.000 chia 1.000 sẽ bằng 880 đúng không nào? Rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập số 3, tìm thành phần chưa biết. Cô có
5 ý như sau: 150 cộng chấm 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 bằng 213. Ý B: 360 trừ chấm 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 bằng 259. Ý C: chấm 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 trừ 80 bằng 260. Ý D: 50 nhân chấm 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 bằng 150. Và cuối cùng, ý E: 8700 chia chấm 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 bằng 87. À, bây giờ các con sẽ tìm thành phần chưa biết và các con sẽ thử tính xem là số nào sẽ ở vị trí chỗ trống này các con nhé. Đầu tiên, các con có thể biết rằng phép tính cộng ở đây các con đã được học ở dưới lớp dưới. Đây chính là tìm số hạng chưa biết, đúng nào? Vậy muốn tìm số hạng chưa biết, các con sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy các con sẽ có bằng 213 trừ 150 sẽ bằng 63. Tiếp theo, ở đây chính là chúng ta đang đi tìm thành phần chưa biết, ở đây chính là số bị trừ này. Thì đây chính là số trừ, đúng nào? Muốn tìm số trừ, các con sẽ lấy số bị trừ trừ đi hiệu sẽ bằng 360 trừ 259 bằng 101. Ngược lại, các con sẽ đừng nhầm lẫn nhé. Ở đây, thành phần chưa biết ở đây chính là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, các con sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Vậy chúng ta sẽ có kết quả bằng 260 cộng 80 và bằng 200 bằng 340. Chúng ta sẽ tìm thành phần chưa biết có phép nhân 50 nhân chấm 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 bằng 150. Đây là chúng ta đang đi tìm thành phần chưa biết là thừa số chưa biết. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết, các con sẽ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Tích ở đây là 150, thừa số đã biết là 50. Vậy chúng ta sẽ có phép tính 150 chia 50 là bằng 3. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi tìm thành phần chưa biết của phép tính chia các con nhé. 8700 chia chấm 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 bằng 87. Đây chính là số chia. Vậy muốn tìm số chia, các con lấy số bị chia cho thương. Số bị chia ở đây là 8700, thương là 87. 8700 chia 87 sẽ bằng 100. Vượt qua 3 bài tập, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4, tính giá trị của biểu thức. Cô có 4 biểu thức, có chứa cộng trừ nhân chia và có chứa dấu ngoặc. Các con sẽ cùng cô nhắc lại kiến thức các con nhé. Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng trừ nhân chia, thì các con thực hiện các phép tính nhân chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng trừ sau. Nếu biểu thức có dấu ngoặc, thì các con thực hiện các phép tính trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau, đúng không nào? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính đầu tiên các con nhé. 34 nhân 3 cộng 28. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân trước. 34 nhân 3 bằng 102. 102 cộng 28 bằng 130. Vậy thì còn những yêu cầu còn lại các con sẽ thực hiện và làm cho cô trong nháp trong thời gian là 10 phút các con nhé. Và sau 10 phút các con sẽ quay trở lại và kiểm tra đáp án của mình. Các con lưu ý sẽ thực hiện đúng và nhớ lại các quy tắc khi chúng ta thực hiện các con nhé. Cô tin rằng các bạn nhỏ của Việt Sách đã có kết quả rất nhanh và chính xác rồi, đúng nào? Và đây là kết quả của cô. 18 cộng 37 đóng mở ngoặc nhân 24. Đây chính là biểu thức có chứa dấu ngoặc. Vậy các con sẽ thực hiện các phép tính trong ngoặc trước. 18 cộng 37 bằng 55 nhân 24, chúng ta sẽ có kết quả bằng 1320. Tiếp theo, 223 trừ đi 23 nhân 5. Các con sẽ thực hiện phép tính nhân trước. 23 nhân 5 bằng 115. 223 trừ 115 sẽ bằng 108. Tiếp theo, 354 chia 6 trừ 264 chia cho 12. Chúng ta sẽ thực hiện các phép tính chia 354 chia 6 và 264 chia 12 trước. 354 chia 6 bằng 59. 264 chia 12 bằng 22. Vậy 59 trừ 22 sẽ bằng 37. Chúng ta sẽ chuyển sang cho cô bài toán trong thực tế các con nhé. Chúng ta sẽ cùng cô đọc yêu cầu của bài toán. Bạn Linh đi siêu thị,
mua 3 bộ quần áo trẻ em và một đôi dép, hết 370.000 đồng. Tính số tiền mua mỗi bộ quần áo trẻ em, biết rằng giá tiền một đôi dép là 115.000 đồng. À, bài toán cho các con biết như sau. Bạn Linh đi siêu thị, mua 3 bộ quần áo này, đó, và một đôi dép thì hết số tiền là 370.000 đồng. Bài toán yêu cầu các con sẽ tính số tiền mua mỗi bộ quần áo. Và chúng ta biết giá tiền của một đôi dép là 115.000 đồng. À, chúng ta đã có ý tưởng bài toán này rồi đúng nào? Khi chúng ta mua 3 bộ quần áo này và một đôi dép thì có giá tiền là 370.000. Trong đó một đôi dép thì có giá là 115.000 đồng. À, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm mua 3 bộ quần áo trẻ em, hết số tiền là, tổng giá tiền là 370.000, trừ đi giá tiền của một đôi dép là 115.000 đồng. 370.000 trừ 115.000 bằng 255.000 đồng. Vậy số tiền mua 3 bộ quần áo là 255.000 đồng. Vậy bây giờ các con có thể dễ dàng tìm được giá tiền mua mỗi bộ rồi đúng không nào? Số tiền mua một bộ quần áo trẻ em là 255.000 đồng chia cho 3 và kết quả sẽ bằng 85.000 đồng đúng không nào? Đáp số 85.000 đồng. Các con thân mến, vậy qua bài học ngày hôm nay, các con đã được ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên rồi. Vậy thì về nhà các con sẽ ôn tập lại kỹ để chúng ta sẽ chuyển sang các bài tập tiếp theo các con nhé. Và bây giờ, cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những video tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.